Thực hiện chương trình chuyển đổi số, huyện Văn Yên đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn tổ dân phố để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Đến nay, tất cả 25 xã thị trấn, 172 thôn tổ dân phố đều đã thành lập tổ công nghệ cộng đồng với hơn 1.600 thành viên. Hiện nay, tổ công nghệ cộng đồng tại các xã thị trấn của huyện Văn Yên đã và đang hỗ trợ chính quyền triển khai các nền tảng công nghệ số đến người dân theo kế hoạch chuyển đổi số cấp xã năm 2022. Với tinh thần chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Văn Yên quyết tâm trong thời gian tới sẽ huy động sức mạnh của toàn dân đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến từng gia đình, từng người dân.